Quy y Ngài Địa Tạng Bồ Tát, con tên là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, pháp danh Quảng Hiếu. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng nói về chính sự không thể niết bàn của Đại Thánh Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin tâm cảm động và chân thật một lần cùng giảng vẫn trên Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Xin được phát lời nguyện như vậy: con nguyện từ hôm nay đến trọn đời trọn kiếp cho đến tận cùng đời vị la những đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tựa nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị la những đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện dùng trong nghề phương tiện để cấp tín dụ làm khiến cho tất cả chúng sanh được quy y Ngài, hầu làm cho chúng sanh được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót cho con cùng hết tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, gặp được minh sư chỉ dạy tu hành chúng chánh pháp, khai mở trí huệ, tăng trưởng bồ đề tâm, tiêu trừ thiện chướng, rốt ráo rồi sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đầu Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, thiện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết hẳn. Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát và các hàng trời rồng tám bộ chúng một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba khỏi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào cái ác đạo dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó bị đọa vào ác đạo, vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phận trong đều quen theo thói ác thuận, hoặc có người phát tâm lành rồi nhưng rồi không bao lâu liền thuộc thấp, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chi thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ tuần theo căn thánh của chúng đó, hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Ngày Địa Tạng, hôm nay ta ông còn đến chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có người, có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật pháp thiền phẩm, sẽ lâm mảy trồng giọt nước hột cát, nhờ hột cát thời ông nên dùng toàn lực đạt. Thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập bằng lòng đạo hạnh vô thượng cho để họ thối thất. Lại vầy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có ngôi trời hay người nào mà phải theo nghiệp mà họ báo bị đọa vào chúng ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chứa cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho chúng được họ được sanh lên cõi trời của những sự vui vi diệu thuộc thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ông còn dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền đồ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối
Với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thối chuyển, hư không tàn bạch hỏi. Lúc này thì Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến nơi cung trời đau lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng phong phong nghe kinh điển này và nghe danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuốn mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà được nói việc ấy cho 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắm nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đập tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục Phật bảo mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiếm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích nhỉ? Như sau đây: một, các hàng trời rồng thường hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chữ nhóm nhân vô thượng của thánh; bốn, mãi cũng còn thối thất đạo bồ đề; năm, đường mặc món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn về nước và lửa và nước; tám, không có bị hại về trộm cướp; chín, người khác thấy đến sinh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hộ trì; 11, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai; 12, đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần; 13, thân tướng xinh đẹp; 14, phần nhiều được sanh lên cõi trời; 15, hoặc làm bậc vua chúa; 16, có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước; 17, có mong cầu chi cũng được tỏi ý; 18, lý thuộc an vui; 19, các tai vạ đều bất ngờ đều dứt sạch; 20, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn; 21, đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại; 22, đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ; 23, những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ; 24, nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng; 25, các bậc thánh ngợi khen; 26, căn tánh lanh lợi thông minh; 27, giàu lòng từ mẫn; 28, rút ráo thành Phật; 7, điều lợi lại về nửa này Hư Không Tạng Bồ Tát. Trong hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích: một, mau chứng bậc thánh; hai, nghiệp ác tiêu diệt; ba, chư Phật đến ủng hộ; bốn, khóc thối thất bồ đề; năm, bổn lực được tăng trưởng; sáu, việc đời trước đều rõ biết; bảy, rút ráo thành Phật. Đại hội tán thán bấy giờ bất bại thuyết, tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng tán bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi tuyên bày sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lời rối vô lượng hương hoa thiên y cửu ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện viễn hà hết bổn nguyện bổn thề Địa Tạng sanh nhân trong kinh tàn tập cấm ngậm do tiền sanh đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng quyết sen báo vạn sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So ha ha.